OK. OK. Thì như mọi người đã đọc á, thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một điểm mới, hoàn cảnh mới luôn, và mình ở đỡ ở đâu và như thế nào. Thì hãy tiếp tục theo dõi nha. Mình là Hero. Mọi người nhớ bấm subscribe cho mình nhé. OK. Theo như mọi người biết á, thì cái đợt mà những năm mà mình còn ở bên Mỹ á, thì mình đã order rất là nhiều giày, và thực sự mình mua rất là nhiều giày luôn. Nhưng mà khi mà về Việt Nam rồi á, mình đã hạn chế lại cái việc mua giày. Một phần lý do là vậy, mọi người biết là ở Việt Nam mình, không những ở Việt Nam nha, còn ở Trung Quốc, bên nước ngoài cũng vậy nữa. Nhưng mà tại vì có rất là nhiều người bán fake và kiểu không có legit á, cho nên là mình không thể nào mà tin tưởng được. Kể cả có những store mà mình quen nha, họ còn có bán những giày fake nữa cơ, chứ không phải là bán giày real không. Mặc dù store đó là chuyên bán về giày real, nhưng mà họ còn có lỗi kiểu như là họ vô tình, họ không biết nha, họ vô tình nhập về cái lô đó là một lô fake, và họ phải giải quyết và nhận về hết những cái lô giày đó luôn, chứ không phải là họ cứ bán cho người ta. Thì đó là một người quen của mình, nhưng mà kiểu mình vẫn không tin tưởng được á, cho nên là và ngay thời điểm đó luôn thì có một chị đó đã giới thiệu cho mình một cái app là Offgrid, và một cái app đó là chuyên bán về giày, những cái đôi mà mới ra hoặc là những đôi từ xưa tính nay và trên Offgrid đều có hết. Và mình là kiểu mình không biết đây có thể một cái trang web legit hay không, nhưng mà mình đã có tìm hiểu qua, mình coi nó hoạt động như thế nào. Nó cũng gọi là, ví dụ mọi người mua một đôi giày thì mọi người sẽ chờ cái người bán giày họ gửi qua bên Offgrid, và Offgrid sẽ đánh giá và check legit như thế nào, và sau đó Offgrid sẽ gửi qua cho mọi người. Nó giống như là Offgrid là một cái trung gian bán giày cho mọi người vậy đó, thì mọi người có thể up lên đó và sell bán như thế nào. Đây là một đôi giày mà mình đã order từ Offgrid, và để mà chỉ cho mọi người cách order như thế nào và chọn giày như thế nào thì mọi người phải bóc trước nha. Mình quá mong như vậy lắm luôn rồi. Thì khi mà mở ra, hồi nãy mình có lỡ mở ra rồi, thì mọi người sẽ nhận được một cái hộp giày và được bọc bởi những cái này, cho nên là rất là an toàn khi mà giao về á, kiểu là không bị méo mó hay gì hết. Thì đây là đôi giày. Mình quên, khi mà mọi người mở hộp á, thì không những mọi người nhận được giày đâu, và đây là điều nè, mình rất là bất ngờ khi mà mở hộp ra luôn á. Tại vì mọi người sẽ nhận được một cái tote bag đến từ Offgrid, và chiếc bag này gọi là, cái tote bag này không phải là cái tote bag dởm đâu, mà là gọi là tote bag xịn luôn á. Tại đây là cái vải canvas và may rất là chắc chắn. Wow. Ready, yeah. Có thể một vài bạn biết đây là đôi gì rồi, và có nhiều bạn không biết đây là đôi gì, tại vì đây là một cái hộp box OG. OG bình thường thôi, Nike. Bên đây 4 phương. Wow, họ có thư cảm ơn đấy. OK, thì đây họ có một cái thư cảm ơn ở đây, và họ ghi là hi, how thank you for it. Thank you for your purchase và hope you love them kicks. Khi mà mình không biết là khi mọi người mua giày mọi người có nhận được cái lá thư cảm ơn này không, tại vì đây là một cái mặt tay, cho nên là rất là chu đáo thực sự. Thank you Offgrid. Và nếu mọi người không biết thì mình order đôi giày này và Offgrid được đến từ Singapore. Wow, cái tấm thẻ này không chỉ là cái thẻ cảm ơn, mà đây là một tấm thẻ mà kiểu cho mọi người biết được là họ đã đánh giá qua từng chất liệu, từng màu sắc, label, tag, chất liệu, nói chung là mọi thứ luôn, đường chỉ nữa, họ đều đánh giá ở trên đây hết. Chỉ ở đây, mọi người thấy ở bên phần thì tới nhân vật chính nha. Wow. Ôi, đẹp quá. Đây, thì đây là cái đôi mà mình đã order từ Offgrid, đôi SB, một đôi đông. Họ có cả sticker nè. Wow, để mình thì trong đây, đây là giấy tờ thông tin của mình, thì mình không tiện cho mọi người coi lắm, nhưng mà giày thì để mình đợi xíu. Thì OK, hộp giày đã hết rồi. Trong đây đơn giản là một cái hộp giày và giấy giày mà thôi. Mình sẽ bỏ vô lại nhé. Bỏ
đóng gói cực kỳ cẩn thận luôn á mọi người. Mình sẽ để hộp về kế bên nha. Ok, thì mở hộp ra những phụ kiện accessory kèm theo đôi SP này á, đôi đơn này đó, thì là một cái sticker tính từ Oxford và mọi người thấy nice, và một sticker của đôi Jordan 6 Travis Scott và đặt một bả gâm ghi là Oxford, ghi chữ Ox nè, hay ha. Ok, mình sẽ dán mấy cái này ở đâu đó xung quanh phòng mình. Đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, một đôi S, một đôi đơn. Thì đây mọi người có thể thấy, kiểu mình thích đôi này, rất là thích đôi này luôn á. Đôi này vẫn đẹp nha mọi người. Đối với mình đôi màu này và kiểu đơn giản nhất và vẫn đẹp nha. Kèm theo đôi này giày này á, thì mọi người sẽ nhận được một cái tag nhựa ở đây, ghi là Verified by Oxford. Đã ha. Nhưng mà cái điều vấn đề ở đây là mặc dù đã được verify bởi Oxford rồi nhưng mà mình vẫn không tin tưởng lắm. Mình vẫn kiểu gọi là, tại vì mọi người biết những cái phốt gần đây của những cái nhãn hàng lớn mà họ còn có cả đôi fake, bán đôi fake luôn mà. Cho nên là mình sẽ nhờ một người bạn của mình, đó là chị Tiến Phát. Thì nếu mọi người không follow Phát thì đây, Phát có cả kênh YouTube nữa. Thì Phát là một chuyên gia check giày SB và cả đơn, cho nên là mình sẽ nhờ Phát check đôi này coi có phải là real hay không, và sau đó thì mình sẽ quay trở lại với mọi người nha. Điện thoại luôn rồi đây. Phát là một người check giày cho mọi người nhưng mà cũng phải lấy phí nha mọi người, chứ không phải là, nhưng mà nếu mọi người muốn check thì Phát hình như có một cái group mình biết là hình như là SAC, thì nếu mọi người không follow thì đây một cái group của Phát. Để dành cho những bạn nào mà không biết đôi giày của mình là fake hay real thì mọi người có thể up hết tất cả là mọi loại giày nha mọi người. Ok, thì mình vừa mới nhắn Phát rồi á. Thì ok, Phát kêu để Phát check cho mọi người nè. 1 hour later. Ok, thì đối với Phát thì Phát thấy ok đó và ok, thì đây là một đôi giày real và thực sự là mình đã ok, mình đã quảng cáo không sai rồi, thì thực sự cảm ơn Oxford rất là nhiều đã gửi cho mình một đôi review và thực sự là rất là vui. Thì ok, đây là một đôi SP mà mình đã order từ Oxford và cảm ơn Oxford rất là nhiều. Sala để mà chụp với cái outfit với lại đôi đơn này á. Thì đây là bộ outfit mà mình mặc hôm nay, cái áo của bóng rổ của Laker, một cái quần của Nike SB. Ok, giờ mình sẽ shoot một vài tấm ở trong cái khu này và tất nhiên là không thể nào thiếu một cái tripod này được, tại không có ai đi theo mình hết á, cho nên mình cần phải có một tripod để mà chụp hình ảnh. Thì tí nữa mọi người sẽ coi được hình ảnh nha. Còn bây giờ thì đi chụp. Ok. Ok, thì mình đã lấy laptop mình ra rồi, thì bây giờ mình sẽ vào một cái trang web của Oxford để mà mình hướng dẫn cho mọi người cách order như thế nào nha. Thì mọi người có thể download Oxford ở trên Android và cả iOS nữa. Cho nên là cái link download thì mình sẽ để bên dưới cho mọi người, và đây là một cái logo của Oxford cho mọi người muốn download nha. Thì bây giờ mình sẽ vào trang web của Oxford để mà mình hướng dẫn cho kỹ hơn. Đây, thì mọi người nhấn oxford.com, thì mình có để link bên dưới nếu mọi người muốn xem thì thì khi mọi người vào Oxford thì mọi người sẽ thấy có rất là nhiều giày. Thì ở trên đây là popular nè, là những đôi giày mà rất là đang thịnh hành hiện tại á. Những đôi giày mới được up lên tại Oxford nè, đôi đơn mới ra đây. Và đây là những cái thương hiệu mà mọi người muốn order, giống như Air Jordan, Yeezy, Comet, Decathlon, Off-White, rồi và kể cả TikTok nữa nè. Và mới, ôi, đôi này có rồi à. Wow. Ôi, mới có vài size, có size mình, shit. Wow. Ok, thì quay lại chủ đề vấn đề chính nha. Thì mọi người có thể tạo tài khoản ở trên
Offred của mình. Khi mọi người tạo tài khoản của mình từ Offred thì ngay lập tức mọi người sẽ nhận được là 15 đô credit. 15 đô credit này có nghĩa là khi mọi người order hoặc là mọi người mua một món hàng nào đó thì lập tức tự hệ thống của Offred sẽ tự động thấy mà mọi người có bao nhiêu credit, 100 đô credit hay là 15 đô credit, thì bên hệ thống sẽ trừ đi cái tiền đó và mọi người sẽ trừ bớt đi tiền ship, bớt đi tiền thuế hay là bớt đi tiền giày chẳng hạn như vậy. Và cái điều đặc biệt ở đây á, khi mọi người đăng ký vào Offred thì mọi người nhận được 15 đô credit rồi, và nếu mà mọi người giới thiệu cho bạn bè của mọi người á và bạn bè mọi người mua đồ và hay gì ở trên Offred thì mọi người lập tức sẽ nhận thêm 15 đô nữa. Tức là khi mà mình đăng nhập vào Offred thì mình nhận được 15 đô credit. Mình giới thiệu cho bạn Nga và bạn Nga đã tạo tài khoản ở trên Offred và mua một đôi giày nào đó ở trên Offred, và lập tức mình sẽ nhận được thêm 15 đô nữa, và tổng cộng mình đang có là 30 đô credit. Ví dụ đi, đợt mình có mua, ví dụ thôi nha, mình chứ mình không mua là mình hết tiền rồi, nhưng mà ví dụ mình mua undefeated đơn low thì đây mình sẽ chọn size của mình là size 10 thì là 424 đô. Thì mình nghĩ là giá, tất cả giá của Offred mà khi mà đưa ra từng size thì mình nghĩ là Offred đã lấy được thị trường, thống kê được thị trường giá cả như thế nào rồi. Offred bỏ lên đây và thực sự là rất là hay. Thì lowest price là 424 đô, và ship to Việt Nam thì họ đã có một cái ship ở đây 35 đô cho mọi người rồi. Authentication fee là miễn phí, và mọi người thì họ sẽ check cho mọi người cái đôi giày này là free. À, quên nữa, thì ở đây họ có một cái phần offer, thì mọi người ví dụ đây là đôi giày 424 đô thì mọi người có thể offer là 400 đô hay là 410 đô tùy theo cái chi phí mà mọi người đang có hiện tại. Thì ok, mình sẽ đi thẳng vào checkout luôn. Thì đây checkout thì mình sẽ làm mờ đi cái phần mà thông tin payment của mình nha, tại vì khá là riêng tư và địa chỉ của mình nữa. Thì ở đây họ có một cái shipment method, đó là một cái Janio standard là mọi người chỉ đóng 35 đô Singapore thì mọi người sẽ nhận được đôi giày từ 12 đến 18 ngày làm việc, và khi mà DHL Express á là 40 đô, chỉ có hơn 5 đô mà thôi, thì mọi người sẽ nhận được trong 9 đến 11 ngày làm việc. Đây là ví dụ mình chọn cái standard là DHL đi, thì lấy ship từ Việt Nam là 40 đô và tổng cộng của mình phải thanh toán là 464 đô. Nhưng mà đây mọi người thấy cái phần credit ở đây không, thì khi mà mọi người có ví dụ you have $10 credit hay là 50 đô credit á, thì lập tức họ sẽ trừ vào đây. Mọi người sẽ nhập vào cái thông tin số mà mọi người muốn Offred trừ vào cái số tiền mà mọi người mua. Mọi người cứ nhập cái số đó vô và Offred sẽ tự động trừ đi cái số credit của mình vào cái payment này và confirm payment thôi. Sau khi mà confirm payment á thì mọi người sẽ nhận được một cái email, thì đây mình sẽ mở cái email của mình lên cái đợt mà mình order đồ này nha. Ok, thì đây là một cái email họ gửi cho mọi người là mọi người đã thành công mua được đôi giày này với trị giá là bao nhiêu đó đô rồi. Thì mình mua đôi này trị giá là 521 đô xiên. 221 đô xiên này đã tính thuế rồi nha mọi người. Ok, thì thuế của Việt Nam mình khi mà mọi người mua hàng từ nước ngoài, mình không biết ở bên Thái Lan hay là Mỹ mọi người mua như thế nào, nhưng mà từ Singapore nếu mà mọi người mua về Việt Nam thì thuế ở Việt Nam họ sẽ đến là 30%. 30% á mọi người. Cho nên là hình như là mình mua đôi này giá là có 6 triệu mấy à, thì mình phải đóng thêm 1 triệu mấy, gần 2 triệu để mà trả cái tiền thuế ở tại Hà Quan. Thì giá họ đã gửi, thì sau khi mà họ gửi thông tin cho mọi người rồi thì sau thành công mọi người đã có một đôi giày. Giá thì đơn giản vậy thôi. Mọi người lên Offred, order giày và nhập thông tin cá nhân của mình vô, nhập thẻ ngân hàng của mình vô. Mọi thông tin, mọi chi tiết mà khi mà Offred từ đóng hàng cho tới chuyển đi cho vận chuyển thì Offred sẽ luôn gửi email cho mọi người để mọi người có thể check được ở trên thông tin hàng của mình đã đi tới đâu rồi á. Thì khi mà hàng về tới Việt Nam rồi á thì bên vận chuyển sẽ chủ động nhắn tin cho mọi người, email cho mọi người là hàng đã tới Việt Nam rồi, và một vài bước nữa mọi người phải cần đó chính là khai báo thuế và đóng phí hải quan kiểu này nọ. Thì nghe có vẻ là phức tạp, nhưng mà khi mọi người order trên Offred rồi đó thì mọi thông tin thì họ chỉ cần email mọi người trả lời giống như là điền họ tên, số điện thoại và email này nọ cái kiểu á, thì nó sẽ rất là dễ. Và ok, đó chính là video của mình ngày hôm nay, và mình hy vọng là mọi người sẽ có một buổi shopping thật là vui trên Offred. Và cảm ơn Offred rất là nhiều đã không phụ lòng tin của mình, là kiểu mình đã bỏ ra sự tin tưởng mình khi mà mua một đôi giày ở trên Offred và mình nhận lại là một đôi real và thực sự là 100% ở trên Offred là authentic. Yeah.
mọi liên quan tới Oxford, từ trang web, app hay là tất cả mọi thứ đó, thì mình đều để ở bên dưới cho mọi người nha. Và yeah, mình là Hai Pro, hẹn mọi người ở video sau nha. Peace. I got broads in Atlanta, she's a domain in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the banner.